Anh vô địch quốc gia 2018 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Giải Futsal Hà Nội Anh vô địch quốc gia 2018 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trong khi Tân Hiệp Hưng phải thi đấu vòng loại để giúp các cầu thủ Thái Sơn Nam vươn lên dẫn trước 1-0 và phá vỡ thế quân bình giữa hai đội. Văn Vũ. Vẫn là Văn Vũ. Đã có bàn thắng cho các cầu thủ Thái Sơn Nam, một tình huống dòng bóng vào tới tận vạch vôi khung thành. Văn Vũ đã lại là Tôn Thất Phi. Rất nguy hiểm. Bóng đã đập vào chân của Nguyễn Công Hải, đi đổi hướng sau cú sút chìm sệt căng của Tôn Thất Phi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ của lượt 2 vòng chung kết giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia năm 2018.